Tại sao việc Việt Nam xóa bỏ chữ Hán lại khiến netizen Trung Quốc dậy sóng như vậy? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Việt Nam đã xóa bỏ hoàn toàn chữ Hán và về cơ bản không còn thấy chữ Hán trong các dịp lễ trang trọng. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Bảo tàng Việt Nam chứa đầy lịch sử của chúng ta ấy mà. Vâng, tôn trọng lịch sử, công nhận nền văn minh và hướng tới tương lai. Bên trong bảo tàng có những anh hùng dân tộc chống Trung Quốc, ngoài ra còn có những tượng đài tưởng niệm anh hùng chống Trung Quốc trên đường phố Việt Nam, bởi vì hầu như hoàng đế nào của ta cũng đã đánh họ từ xa xưa. Không phải ta đã đập phá và đốt chúng từ nhiều năm trước sao? Nếu không phải thì tôi xin lỗi, đó là đồ giả và không có thật. Lịch sử là của tất cả mọi người, không thuộc về đảng phái nào. Chỉ có thể nói là trước đây chúng ta từng ở bên nhau, nhưng bây giờ chúng ta đã chia cắt. Bạn có đang suy nghĩ quá nhiều không? Nó cũng giống như trong các bảo tàng Hàn Quốc. Họ có thể hiểu được chữ Trung Quốc trên các di tích văn hóa trong bảo tàng, nhưng người Trung Quốc thì không thể hiểu được. Chúng tôi coi họ là của chúng tôi, những người khác coi bạn chỉ là những kẻ xâm lược không thể tha thứ. Nền văn minh Trung Quốc kế thừa nền văn minh Hoa Hạ, không có nghĩa là các nước khác không kế thừa nền văn minh Trung Quốc. Tôi cá rằng hơn 90% người dân Việt Nam không thể hiểu được cuốn sử ký Đại Việt, ghi lại lịch sử Việt Nam. Tiếng Trung phồn thể dễ đọc nhưng tôi còn không viết được đây này. Sẽ không tốt nếu dịch nó sang các ngôn ngữ hiện tại phải không? Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu mọi ký tự truyền thống của Trung Quốc. Các ký tự phồn thể của Trung Quốc có thể được sử dụng để suy ra ý nghĩa của chúng. Nhưng nếu bạn học nhiều ký tự riêng lẻ giản thể thì bạn sẽ không thể nhận ra chúng. Nếu họ học ở Trung Quốc đại lục và học tốt chữ Hán giản thể thì họ sẽ rất giỏi. Họ có thể học tiếng Choang của người Choang Quảng Tây, tương đối giống với tiếng Việt. Sẽ không tốt lắm nếu bạn không có một chút văn hóa nào của nước ngoài. Nguyên nhân chính là những gì người trên bình luận khiến mọi người cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên thực tế, tất cả trí thức cấp cao ở Việt Nam đều thông thạo tiếng Trung. Chữ Hán quá phức tạp, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bãi bỏ chúng rồi. Đây là tiền xu thời hậu Lê của Việt Nam, lúc đó các nước châu Á đã ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa từ nhiều năm nay. Giờ đây thời thế đang thay đổi và mọi thứ đang phát triển lên. Sau khi học tiếng Trung, chẳng trách họ muốn xóa bỏ chữ Hán. Tôi thường quên sẽ viết như nào khi cầm bút lên. Anh em dưới đây nói đúng, Việt Nam nhất định sẽ mạnh mẽ. Bính âm thứ ba sau bính âm Trung Quốc và bính âm Hàn Quốc là bính âm Việt Nam. Đây là chữ Latin, không phải chữ Việt. Đó là bính âm của tiếng Việt. Khi còn học tiểu học, tôi đã học tiếng Choang, môn này hơi khó, sau này tôi mới dùng tiếng Trung ở các lớp cao hơn. Nhưng khi tôi đến Việt Nam năm ngoái, một số người ở đó đã học tiếng Trung và cũng có thể nói được tiếng Trung. Thông tin bên lề, các bạn đoán xem tại sao trước đây họ được gọi là Việt Nam. Việt Nam vốn sử dụng chữ Hán. Sau này, khi người Pháp xâm lược nước này, người Pháp đã biên soạn bảng chữ cái phiên âm của tiếng Việt sang tiếng Việt. Bởi vì Việt Nam cảm thấy tỷ lệ mù chữ quá cao và chữ Hán khó học nên đã đổi toàn bộ chữ Hán sang bính âm để tỷ lệ biết đọc biết viết ngày càng nhanh hơn. Sau khi được giải phóng, họ gần như đã sử dụng bính âm và các bạn có thể tìm kiếm thông tin. Lý do chính là để họ tách khỏi chúng ta. Tiếng Việt thực chất là phiên bản tiếng Việt của Hán Việt. Trung Quốc có phiên bản tiếng phổ thông của Han Du bính âm, nhưng phiên bản Hán ngữ bính âm tiếng Trung có quá nhiều từ đồng âm và nó không hoạt động. Nguyên nhân chính là họ gần như đã bị phá hủy đất nước trong chiến tranh Việt Nam. Tất nhiên là họ không muốn chấp nhận ký tự Trung Quốc. Họ đã Latin hóa. Đề nghị đóng cửa cảng Trung Quốc-Việt Nam. Họ giống như những người Hàn Quốc từng vội vã bỏ đi, họ cũng nói rằng Hán phục là của họ. Việc bãi bỏ nó là một điều tốt. Sau này họ sẽ khó hiểu chúng ta hơn. Tiếng Anh dễ nhất, sao tôi không hiểu được nhỉ? Phải chăng tôi quá thông minh và chỉ thích hợp để học chữ Hán? Nếu làm như vậy, chữ Hán sẽ dần trở thành chữ cao cấp ở Việt Nam, sử dụng tiếng Việt trong các tình huống chung. Trong những tình huống cấp cao, bạn phải hiểu được chữ Hán. Chữ Hán ở Việt Nam không bao giờ có thể bị xóa bỏ. Lịch sử Việt Nam, sách cổ, văn tự cổ, gia phả đều có liên quan đến chữ Hán. Muốn chứng minh lịch sử Việt Nam phải dùng chữ Hán. Làm sao bạn biết thông tin này vậy? Ngay khi bạn bước vào một số trung tâm mua sắm của họ, hầu hết các cửa hàng đều bằng tiếng Anh, khiến bạn tưởng như mình đang ở nước ngoài. Ngôn ngữ chỉ là công cụ. Đại đa số người Trung Quốc cũng không hiểu được tiếng Trung cổ. Họ phải học tiếng Trung cổ ở trường để hiểu. Nếu không học thì chẳng khác gì đọc sách trên trời. Hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới đều không phải là nguyên bản, tất cả đều dựa trên việc sắp xếp lại 26 chữ cái tiếng Anh để trở thành ngôn ngữ mới, và ký tự tiếng Trung hoàn toàn là nguyên bản.
chẳng bao lâu nữa cả thế giới sẽ học chữ Hán giống như học tiếng Anh. Làm thế nào để giao tiếp với thế giới bên ngoài? Ít nhất bạn cần nói được hai ngôn ngữ trở lên. Chữ Hán thực sự rất rộng và sâu sắc, cách phát âm giống nhau và cách phát âm khác nhau, điều đó không những chúng ta phải có năng lực mà còn phải có tính nhân văn, tinh tế. Việt Nam đã đưa Hán tự vào học phần bắt buộc. Ở Hắc Long Giang chứ đâu phải Việt Nam. Tại sao tất cả chữ viết của họ đều là chữ Latin? Điều này cho chúng ta biết rằng tiếng Anh nên được bãi bỏ. Không sao đâu, trong vài năm nữa, họ vẫn sẽ phải chăm chỉ học tiếng Trung thôi. Ở Việt Nam, viết câu đối Tết trong dịp Tết Nguyên đán như thế nào khi bỏ chữ Hán nhỉ? Bạn vẫn chưa hiểu à? Họ thân Mỹ nhưng không thân Trung Quốc. Đừng bận tâm đến họ, đó không phải là điều họ thích. Khi nước mạnh và dân giàu, tự nhiên có người sẽ ngưỡng mộ họ và một số sẽ sợ họ. Điều này sẽ chỉ thêm tiếng cười và gặp thêm rắc rối. Nếu có năng lực thì họ đừng sử dụng những gì chúng ta sản xuất ra. Vậy nếu nó bị bãi bỏ thì sao? Họ và ta không phải là cùng một quốc gia. Tôi thực sự không hiểu tại sao các bạn lại có ý tưởng như vậy. Nó không quan trọng đâu. Bản thân tôi còn không thể hiểu hoặc nói được ngôn ngữ của chúng ta. Tôi không hiểu tiếng Hoa nhưng tôi thực sự có thể nói được tiếng Trung, đọc, viết và nói. Có một dân tộc thiểu số khác ở Lệ Giang, Vân Nam đã sử dụng chữ Đông Ba. Nếu họ có văn hóa riêng thì tại sao lại phải dùng chữ Hán làm gì? Đó là việc nước của người khác mà. Xưa họ là chư hầu nước ta, bỏ chữ Hán thì họ sẽ hối hận. Tôi chắc chắn như vậy. Tốt nhất là họ không nên ăn mừng Tết Nguyên đán và các lễ hội khác nhau. Và chúng ta không thể quên tổ tiên đã hy sinh trong trận Lão Sơn. Người Trung Quốc kinh doanh ở đó nên trưng bày bản hiệu tiếng Trung Quốc ra. Hầu hết người trung niên làm kinh doanh tại Việt Nam đều có thể giao tiếp bằng tiếng Trung đơn giản. Người trẻ thì gặp rắc rối. Tất cả đều là kết quả của việc bị Nga và Pháp ảnh hưởng. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây không hề nhỏ. Sẽ chẳng khá hơn chút nào đâu. Khi chúng ta chiến đấu với họ, chúng ta sẽ biết đó không phải là cũng chủng tộc của ta. Họ sẽ luôn là người nước ngoài thôi. Tôi chỉ biết chữ Hán và kiếp này tôi cũng chỉ ở Trung Quốc. Tôi không muốn đi đến các nước khác. Gần đây tôi phát hiện ra rất nhiều cái tên của người Việt Nam rất lạ. Ở đó, ngoại trừ một số ngôi đền và tòa nhà cổ kính và các ký tự Trung Quốc lễ tế, phần còn lại của đường phố trong thành phố đều được viết bằng chữ Latin. Điều này không ảnh hưởng đến thực tế rằng tiếng Trung là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Tiếng Anh mới được nhiều người nói nhất bạn à. Hệ thống của ta bị sao chép, văn hóa Trung Quốc bị loại bỏ là cần thiết. Thực sự ta không cần quan tâm đến một đất nước nhỏ bé như vậy, chỉ cần bạn trở nên mạnh mẽ hơn, họ sẽ quay trở lại để học chữ viết và văn hóa của ta. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam nghe nhạc Hoa, xem TV Hoa ngữ và theo dõi các ngôi sao Hoa ngữ. Nhiều bạn trẻ có thể nói được một vài từ tiếng Trung, và thậm chí còn đặt cho mình một cái tên Hoa. Các nước lớn luôn bắt các nước khác phải bắt chước mình. Tôi không hiểu tại sao không có cách diễn đạt bằng tiếng Trung cho các công thức vật lý nhỉ. Tại sao chúng ta phải can dự vào việc riêng của nước người khác? Việc họ bỏ chữ Hán có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Không phải người Trung Quốc cũng học theo hướng dịch từ phồn thể sang giản thể như họ sao? Mặc dù họ không biết viết nhưng họ thực sự có thể đọc phải không? Người Trung Quốc có văn hóa riêng không phải là tiếng Anh. Tại sao không xóa bỏ nó? Người Trung Quốc ngày nay không phải là người Trung Quốc cổ đại. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nó đã được sửa đổi và mọi người không thể hiểu được. Trên thực tế, Việt Nam chỉ viết chữ Hán trong các ngôi chùa. Họ không bao giờ viết chữ Trung Quốc trong bệnh viện vì không ai hiểu được chúng. Ngày nay các bệnh viện không còn được phép viết những từ không hiểu được nữa, có quy định rõ ràng, nếu không hiểu được thì pháp luật sẽ không thừa nhận. Tiếng Trung không phải là thứ mà người bình thường có thể học được. Việc xóa bỏ chữ Hán đồng nghĩa với việc họ đang dần rời xa vòng tròn văn hóa tươi sáng của Trung Quốc. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về việc Việt Nam đã xóa bỏ chữ Hán, có thể rút ra một số kết luận về quan điểm của họ đối với Việt Nam như sau. Nhiều người vỗ ngực về việc Việt Nam và Trung Quốc có một lịch sử chung với việc sử dụng chữ Hán, nhưng có sự chia rẽ lớn về quan điểm do là hai nước khác nhau. Một số netizen cho rằng Việt Nam đã tôn trọng lịch sử, nhưng một số khác cho rằng Việt Nam đã loại bỏ văn hóa và lịch sử Trung Quốc để tách rời khỏi ảnh hưởng của nước này. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi biết rằng Việt Nam đã hoàn toàn bỏ chữ Hán, cho rằng điều này khiến Việt Nam rời xa nền văn hóa Trung Quốc. Một số netizen tiếc nuối vì chữ Hán có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và thể hiện lịch sử, văn hóa. Một số bình luận thể hiện sự kiêu ngạo về nền văn hóa Trung Quốc, cho rằng các nước như Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi từ bỏ chữ Hán và sẽ phải quay lại học văn hóa Trung Quốc để phát triển. Họ xem Việt Nam từng là một phần của nền văn minh Trung Quốc và vẫn có sự phụ thuộc vào Trung Quốc về văn hóa. Một số người cho rằng việc Việt Nam bỏ chữ Hán không ảnh hưởng gì đến Trung Quốc và người Trung Quốc không cần phải quá lo lắng hay quan tâm đến sự thay đổi này.
Đây là một biểu hiện của việc họ nhận thức rõ ràng rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập. Một số bình luận công nhận rằng việc Việt Nam từ bỏ chữ Hán và sử dụng chữ Latin là vì lợi ích phát triển của đất nước, giúp cải thiện tình trạng mù chữ và tiếp thu văn hóa phương Tây. Họ nhìn nhận Việt Nam đang phát triển theo con đường riêng, dù điều này khiến mối liên kết văn hóa giữa hai nước trở nên mờ nhạt. Tổng kết, netizen Trung Quốc có quan điểm đa chiều về việc Việt Nam xóa bỏ chữ Hán, với sự kết hợp giữa sự hoài niệm về quá khứ chung, lòng tự hào văn hóa, và một số ý kiến thừa nhận rằng Việt Nam đang phát triển độc lập và không còn bị ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc.